khán giả, quý vị và giám khảo để đảm bảo rõ cả về phần nghe lẫn phần nhìn về bài thi của mình. Hãy dành một tràng vỗ tay lớn cho sự đáng yêu của hai bạn nhỏ, và chúng ta sẽ cùng chào đón bài dự thi tới từ T4 ạ. Kính thưa ban giám khảo, đến với lễ hội trung thu, đây là những